Trời, sao vô được đây? Em trèo vô. Hả? À, cao lắm á. Bộ chị không nghe nói hả? Yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, huống cái hàng rào. Rồi tới đây làm chi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật chị yêu. Nói nghe nè. Mốt tặng quà thôi đừng hát nha. Vậy thôi nhận quà của em nha. Chúc mừng sinh nhật chị. Gì đó. Uống nước nhanh đi rồi đi về. Sao về được? Em lại đây đang sinh nhật chị mà. Đâu có ai mời. Diệp, em hỏi thiệt nha. Sao mấy bữa nay em nhắn tin không trả lời, em gọi điện không nghe máy, rồi em hẹn chị đi cà phê hay đi xem phim, chị cũng im lặng luôn, không trả lời em. Thì tại bận học, bận làm, với lại phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa nè, với lại người ấy về phải không? Thì cuối cùng cô gái mà em hằng mong đợi cũng về rồi đó. Thứ tốt nhất là thứ mà chúng ta không có được. Đó là câu nói của chị đã nói với em khi mà Trang đột ngột bỏ rơi em. Chị quên rồi sao? Thật sự lúc đầu em quá hiểu. Đến bây giờ khi mà Trang quay lại với em rồi thì em mới hiểu rõ câu nói đó của chị. Nhưng tại vì... Tại vì sao? Chị giống cô ấy đúng không? Là sao? Chị giống từ khuôn mặt, từ mái tóc, giọng nói cũng có phần giống. Hơn nữa chị lại cùng quê với cô ấy nữa. Sao chị lại nghĩ như vậy? Chị biết hết rồi. Góc nghiêng của chị nhìn rất là giống cô ấy. Tấm hình ở trong phòng của em á, cái áo của chị mặc cũng y chang cô ấy luôn. Chị đừng hiểu lầm. Cái đó là sự trùng hợp thôi à. Tại vì chị không nhớ sao, lần đó mình đi dạo ngay cái shop, em cảm thấy cái áo đó đẹp và hợp với chị quá nên em mua tặng chị, chứ em không hề ý gì hết á. Chị đừng khóc mà, chị làm em lo đó. Chị có muốn là cái bóng của người khác. Có thể là Lâm chỉ ngộ nhận thôi. Ngộ nhận điều gì? Ngộ nhận cảm xúc. Phải. Nhiều lúc Lâm cũng tự nghĩ mình đã ngộ nhận tình cảm của Lâm đối với Diệp. Bởi vì trong suốt thời gian không có Trang bên cạnh thì chỉ có Diệp ở bên cạnh để an ủi động viên cho Lâm. Giờ Diệp quá hiểu Lâm. Diệp biết Lâm thích ăn món gì, uống cái gì, mặc đồ ra sao, như thế nào. Chỉ có khác là đôi lúc Diệp hơi khó khăn một chút, hơi nghiêm túc một chút, không chỉ là một chút thôi. Và Diệp biết không, mỗi đêm khi Lâm chờ phone của Diệp, thế giới của Lâm như ngừng lại, trái đất đã không còn quay, bóng tối phủ vây đêm ngày. Xạo đi. Diệp nghe gì không? À Lâm, Lâm mặc lộn chỗ. Có nghe thấy gì không? Nghe cái gì? Nhịp tim của Lâm đang hướng về Diệp đó. Diệp, anh yêu em. Nè,
Tôi lớn hơn mấy người một tuổi lận đó nha. Không sao hết, ông bà người ta có câu nhất gái lớn một, nhì trai lớn hai mà. Ông bà ai? À không, cái đó ông bà anh nói. Nói vậy thôi, lúc trước tôi giấu mấy người, thật ra tôi lớn hơn mấy người tới 2 tuổi lận á. Vậy thì càng tốt. Đúng như ông bà người ta đã nói, nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một. Sao cái gì nó cũng được hết trơn vậy? Tại vì yêu. Đồ quỷ. Đồ ngốc. Chị ơi, anh yêu em. Kêu bằng anh đi. Thì anh. Thì em. Thì anh. Thì em. Thì anh. Thì em. Thì anh. Thì em. Sao con tim nói rằng chẳng nên, mà lòng thì đang rất muốn được nói ra bao lời yêu thương. Từ đây con tim thầm kín trong em đã biết rất khó để được gần nhau. Và dù là cả thế giới đều chẳng muốn đôi ta gần nhau, nhưng em chẳng ngại, chẳng để ý bao điều xung quanh. Và dù có phải ra sao ngày sau, dù cho thế gian có nói bao điều, thì lòng vẫn mãi yêu người, sẽ mãi yêu người trọn đời chẳng đổi thay. Đừng để chúng ta phải xa lạ nhau, hãy cho trái tim chúng lối đi về. Ngày đôi ta sát vai kề, chỉ có biết rằng nguyện ước trọn đời bên nhau. Chỉ không dù có phải ra sao ngày sau, dù cho thế gian có nói bao điều, thì lòng vẫn mãi yêu người, sẽ mãi yêu người trọn đời chẳng đổi thay. Đừng để chúng ta phải xa lạ nhau, hãy cho trái tim chúng lối đi về. Ngày đôi ta sát vai kề, chỉ có biết rằng nguyện ước trọn đời bên nhau. Và dù có phải ra sao ngày sau, dù cho thế gian có nói bao điều, thì lòng vẫn mãi yêu người, sẽ mãi yêu người trọn đời chẳng đổi thay. Đừng để chúng ta phải xa lạ nhau, hãy cho trái tim chúng lối đi về. Ngày đôi ta sát vai kề, chỉ có biết rằng nguyện ước trọn đời bên nhau. Chỉ hỡi anh yêu.